chương trình truyền hình thực tế khi trái bóng lăn, háo hức, hồi hộp, vỡ òa cảm xúc, giao lưu với những khách mời đặc biệt, trải nghiệm những trận đấu gay cấn. Khi trái bóng lăn với sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên cựu tranh thủ nổi tiếng tài năng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Bình. Khi trái bóng lăn phát sóng lúc 16 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV6 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Công ty ô tô Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này.